Các bạn hay hỏi về mixing và mastering và có những câu hỏi mình cảm thấy là nó khá là sai, về cái cách các bạn hỏi. Ok, xin chào các bạn, quay lại với buổi tutorial mà những cái tip and trick vào thứ sáu hàng tuần. Thì hôm nay mình sẽ có một cái chủ đề mà mình rất là thường thấy ở trên mạng internet. Thì đầu tiên mình muốn nói lại mixing và mastering là gì. Mixing có nghĩa là các bạn mix những cái nhạc cụ và vocal, tất cả mọi thứ để cho nó hòa quyện vào nhau. Còn mastering có nghĩa là bạn làm sao để cho cái bài nhạc đó trở thành một khối duy nhất liên lạc nhau để có thể mang cái transient, cái dynamic của một bài hát nó đều nhau và có thể phát trên tất cả các hệ thống loa khác nhau nhưng mà nó không chênh lệch quá nhiều. Có nhiều câu hỏi mà mình bắt gặp, thường thấy những cái group về producer hoặc là những cái group về mixing và thu âm thì các bạn hay hỏi là làm thế nào để mix một cái vocal và mastering cái vocal đó. Thì câu hỏi này về cái phần hỏi là nó sẽ có một số điểm sai. Các bạn có thể mix vocal nhưng mà các bạn phải hiểu mix vocal vào cái gì. Các bạn mix vocal không chỉ các bạn phải mix vocal mà các bạn còn phải mix những cái nhạc cụ và cái track xung quanh cái vocal đó. Làm thế nào cho cái vocal đó nó nằm trong cái bài nhạc chứ không phải là chỉ mix cái vocal đó không. Bây hôm nay mình sẽ đưa cho các bạn một cái ví dụ để các bạn có thể thấy tổng quan khi các bạn mixing là gì. Ở đây các bạn thấy mình có một số đồ linh tinh ở trên bàn. Ví dụ ở đây là cái DAW của các bạn và các bạn sẽ từ từ mix những cái nhạc cụ và những cái file stream vào nhau. Ví dụ ở đây mình có kick, mình sẽ bỏ vào đây. Sau đó mình sẽ có guitar chẳng hạn, mình sẽ có bass, rồi mình sẽ có vocal, mình có synth, mình có harmonica, rồi hi-hat, rồi ở đây mình có cái trống, ví dụ là vậy. Vậy khi các bạn bỏ nó vào như thế này thì làm sao các bạn mix nó? Nhiệm vụ của người mixing là sắp xếp tất cả mọi thứ này theo một cái hợp lý, cái nào trước, cái nào sau, cái nào to nhất, cái nào nhỏ nhất, cái nào xa, cái nào gần, cái nào cao và cái nào thấp. Thì nhiệm vụ của người mixing là phải mix tất cả các stream vào thành một file stereo nhất định, chứ không phải là chỉ mix một cái stream vào một cái file có sẵn. Thì mixing đầu tiên các bạn phải lựa những cái nào khó mix và là những cái group, ví dụ như drum nó gồm nhiều cái nhạc cụ ở trong đó, nó sẽ có kick, snare, hi-hat, right. Thì các bạn phải mix nó đầu tiên, các bạn phải để nó vào trước bởi vì nó to nhất. Thì các bạn phải lấy hết những cái khác ra ngoài. Và sau khi các bạn mix toàn bộ cái phần drum gồm kick, hi-hat, snare hay là dry tom gì đó thành một khối cố định và các bạn nó phải đặt nó vào trong đây trước. Sau đó các bạn mới mix những cái phần còn lại, ví dụ như sau đó sẽ tiếp tục là tới bass vì nó cũng là một nhạc cụ chiếm phần đa lớn về dynamic nên các bạn sẽ đặt bass vào đây. Tiếp theo các bạn phải nhìn nó có những cái điểm nào trống, những cái chỗ trống và các bạn tiếp tục đặt những thứ khác vào trong. Như vậy nó mới đảm bảo được các bạn có thể là cho tất cả mọi thứ vào cùng một track để nó sẽ không bị động chạm, không bị đè đạp lên nhau. Sau khi các bạn bỏ vào rồi thì các bạn hãy nhìn cái hộp này. Nếu mà các bạn bỏ tất cả các nhạc cụ vào rồi, nó đã đều nhau rồi, vậy quá trình mixing đã thành công hay chưa? Ở đây quá trình mixing chúng ta chưa thành công. Chúng ta phải add một thứ, đó gọi là delay và reverb. Nhiệm vụ của nó là để xóa bỏ những khoảng cách giữa những cái nhạc cụ này với nhau và chúng ta sẽ tô màu cho nó. Ví dụ như ở đây cái kick nó là màu xanh chẳng hạn, thì các bạn phải dùng những cái saturation hay là những cái truth hay là những cái gì đó để các bạn cho màu sắc của nó. Thì sau đó chúng ta sẽ dùng công cụ là reverb, delay và những cái sáng tạo khác. Và chúng ta ở đây mình sẽ có một cái chén gạo, các bạn sẽ hiểu đây là reverb và delay. Chúng ta sẽ bắt đầu xóa đi những cái kẽ hở nằm trong cái bài nhạc này. Rồi, bây giờ các bạn đã thấy trong bài nhạc của chúng ta nó còn kẽ hở hay không? Sau khi nó hết những kẽ hở rồi thì bắt đầu chúng ta mới qua đến mastering. Thì mastering có nghĩa là các bạn đóng gói lại tất cả những cái này thành một cái hộp cố định để các bạn có thể di chuyển và mang nó đi đến bất kỳ hệ thống loa âm thanh nào nhưng chất lượng bên trong nó vẫn không thay đổi. Mastering có nghĩa là các bạn đẩy cái hộp này lại.
và đảm bảo những thứ ở trong đây không thể nào rớt ra ngoài được. Khi các bạn mang đi đâu cũng vậy, những thứ trong đây nó là một khối cố định và nó không di chuyển, nó không thay đổi vị trí trong cái hộp này, đó là mastering. Vậy nếu câu hỏi của các bạn là mixing và master vocal thì sao? Các bạn không thể nào master chỉ vocal được. Các bạn phải master cả một bài nhạc và có vocal nằm trong đó. Đó là về mixing và mastering. Và cái trường hợp mình thấy rất là nhiều ở Việt Nam đó là các bạn producer hay làm những bài nhạc mình xong và master luôn cái beat đó, sau đó gửi đến phòng thu để họ thu cái vocal và họ mix vocal vào bài nhạc. Thì mình thấy đó là một điều rất là vô lý trong về phần music production. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái hộp này ra. Và đây là một track đã mix. Và mình sẽ lấy track vocal này ra, bởi vì track vocal này chưa được thu, và mình sẽ để nó ra ngoài. Và sau đó cái người producer họ đã mix những bài này và họ đã master những cái bài này rồi, và nó đã trở thành một cái khối cố định nằm trong đây. Nó đã trở thành một cái khối cố định rồi. Bây giờ các bạn gửi cái khối này đi qua bên phòng thu và họ bắt đầu họ thu âm, họ thu vocal. Vậy cái vocal này sẽ nằm đâu trên cái track này? Đó là câu hỏi mà mình đặt ra cho tất cả các music producer và tất cả các recording engineer ở Việt Nam. Các bạn làm như thế nào để các bạn có thể bỏ cái track vocal này vào trong cái track mà các bạn đã master rồi? Đó là một cái mà các bạn nên chú ý và các bạn nên đặt vấn đề với bản thân, đặt vấn đề với client. Nếu mà các bạn thích video này, các bạn nghĩ đây là cách hiệu quả để mang cái chất lượng âm nhạc Việt Nam phát triển lên, thì các bạn hãy share video này. Và mình rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn có thể like hoặc là comment những cái câu hỏi và là những cái feedback và là những điểm gì các bạn không thích hay thích trong video này, mình sẽ giải đáp trong những video lần sau. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Peace.